Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Tứ hợp viện Ta hà vũ trụ, tuyệt không làm hút máu bao, tứ hợp viện, hệ thống, hà vũ trụ, mỹ thực xuyên qua đến tứ hợp viện, trở thành liếm chó ngốc trụ. Nhưng hắn không phải ngốc trụ, mà là hà vũ trụ. Thề sống chết không làm hút máu bao, hắn muốn cuộc khởi. Hà vũ trụ hệ thống nơi tay, làm giàu không thành vấn đề. Loại người một lòng muốn hút máu như tần hoài như, hắn quả quyết cự tuyệt. Lâu hiểu Nga. Bắt lấy. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Bớt lo chuyện người, ăn cơm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tứ hợp viện. Đồ ăn ngon đến rồi. Hà Vũ trụ bưng ra một đĩa đồ ăn ngon. Hôm nay bạn học của Hà Vũ Vũ là Vu Hải Đường còn có vu lị cùng đến làm khách. Hà vũ trụ đã không phải trước kia ngốc trụ, hắn là cái xuyên việt giả, còn trói định thần cấp lựa chọn hệ thống. Hà vũ trụ đi tới thế giới này, lập tức cùng tần hoài như gia phân rõ giới hạn, một nhà vampi này có thể cách bao xa tính bấy xa. Ôi, cháu ngoan của ta, sao ngươi lại bị bỏng? Tiếng thét chói tai của cổ trương thị vang lên ngoài cửa. Tiếp theo là tiếng thét chói tai của tần hoài như anh có muốn đi xem không? Hà Vũ Vũ tò mò hỏi. Hà Vũ trụ trận trắng mắt, nói. Đừng xen vào việc của người khác, ăn cơm đi. Thức ăn ngon kết hợp với rượu ngon. Nếu như là củ cải dưa muối, chỉ sợ căn bản không ép được rượu trắng. Nhưng thịt kho tàu trên bàn cộng thêm gà cây, bốn người ăn nóng hầm hập, một bình hoa sen trắng rất nhanh liền đi vào. Mưa, nhà em còn rượu không có rượu, còn chưa uống vui vẻ đã không còn. Vu Hải Đường lắc lắc cái bình rỗng, một bình rượu một cân, bốn người tính ra cũng chỉ hơn hai lạng một chút, tử lượng này coi như là có thể. Sao lại không có? Anh tôi có mua nhắc tới. Hà Vũ Vũ lúc này cũng uống đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, từ dưới giường kéo ra một chút rượu, trong nhà có hàng tồn kho. Thời đại này rượu trắng đều là loại dùng dây ni lon buộc lại, không có đóng gói tốt, Vu Hải Đường và Vu Lị trao đổi ánh mắt. Hà vũ trụ này quả nhiên là rất có tiền, người bình thường mua rượu có thể mua một chai như vậy, đã là tương đối khá rồi, dù sao ăn cơm còn ăn không đủ no, làm sao có thể mua nhiều rượu trắng như vậy. Vu Hải Đường nghĩ tới hà vũ trụ lấy từ tầng hoài như 500 đồng, lại nghĩ tới quan hệ giao tiếp đơn giản của hai anh em, hiện giờ một tháng hơn 60 đồng tiền lương, hơn nữa bình thường ăn cơm không tốn tiền, Cuộc sống của hai anh em thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Đúng rồi, hôm nay tôi phát lương 18 đồng năm, đưa cho anh trai cậu. Nước mưa cầm rượu thời điểm thấy được chính mình túi nhỏ, từ bên trong lấy ra 18 khối năm hào. Lần trước lúc phát tiền lương, bởi vì phải đặt mua một ít đồ trong ký túc xá đơn vị, cho nên tiêu không nhiều lắm, hiện tại tiền lương tháng này toàn bộ lấy về. Từ cậu cầm là được, anh một tháng cho cậu 15 đồng muốn mua gì thì mua cái đó, vé không đủ thì để trong ngăn kéo, hai ta mỗi người một cái chìa khóa, đều là xưởng trưởng đưa thêm cho tôi. Hà Vũ trụ từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa, hơn nữa cho Hà Vũ Vũ 15 đồng. Vu Hải Đường và Vu Lị bên cạnh không thể tin vào lỗ tai mình, cuộc sống của Hà Vũ Vũ này cũng quá tốt đi. Tiền lương 18 đồng năm của mình một phân tiền không cần nộp lên, phải biết rằng sau khi các nàng kiếm được tiền hoặc là giao cho cha mẹ chồng, hoặc là giao cho cha mẹ chồng, rất ít có thể tự mình chi phối tiền lương. Hà Vũ trụ trong nhà không cần nộp lên một phân tiền, một tháng còn có thể nhiều hơn 15 đồng tiền, đây là hơn 30 đồng tiền, tại hiện nay niên đại này, chỉ là Hà Vũ Vũ một người tiêu, đây chính là một khoản tiền lớn, hơn nữa còn mua xe đạp, mỗi ngày có thể về nhà đến ăn cơm, tiền này cơ hồ không dùng đến một phân. Anh, sao anh có nhiều vé như vậy? Hà Vũ Vũ mở ngăn kéo ra nhìn thoáng qua bên trong đủ loại hóa đơn phải có trên trăm tờ chuyện này cũng không đơn giản anh trai cậu thường xuyên nấu cơm cho xưởng trưởng còn có lãnh đạo trong nhà máy hóa đơn trong tay bọn họ nhiều lắm cái này vu hải đường vẫn rõ ràng chỉ là không biết cho nhiều như vậy mà thôi sự hâm mộ trong mắt vu lị và vu hải đường càng nghiêm trọng hơn ngày mai lại đến xem mấy thứ này mau tới đây ăn cơm đồ ăn sắp nguội rồi hà vũ trụ đặt chìa khóa trong tay mưa quay lại tiếp tục chinh chiến hai chai rượu trắng. Cả nhà Tần Hoài như ở trong bệnh viện cũng không vui vẻ như vậy. Phần cổ phần lưng diện tích lớn bị phỏng, cần khẩn cấp trị liệu, các ngươi ai đi đem tiền viện phí giao một chút, 52 khối tiền. Trải qua kiểm tra khẩn cấp, bệnh viện bên này rốt cục là có kết luận. Ông trời của ta làm sao có thể nhiều tiền như vậy? Các ngươi không phải cho nhìn lầm chứ? Không phải là bị phỏng sao? cổ trương thì cảm giác được trời đất chóng mặt. Vị lão thái thái này ngươi phải tin tưởng chúng ta bên này kỹ thuật, toàn bộ kinh thành cũng không có so với chúng ta bên này xem phỏng tốt hơn, nếu các ngươi có thể sáng sớm đưa tới, khẳng định không phải kết quả này, hiện tại trên người còn có thể có vết sẹo lớn đâu. Bác sĩ vừa thấy cổ trương thị như vậy liền ném cảnh sát thu phí xuống rồi đi, lười cùng người như vậy ở chỗ này nói nhảm. Gần hai tháng lương. Tuy rằng trong tay mẹ chồng nàng dâu còn dư lại không ít tiền, nhưng thoáng cái đã tốn hơn 50 đồng, đặt ở trên người một đại gia như vậy cũng phải đau lòng không thôi, huống chi các nàng loại hộ nghèo khó này. Nhưng ngạnh là mệnh căng của cả nhà, cũng không thể không trị a. À. Anh đừng nhìn tôi, tôi không có tiền. Cổ trương thị vừa nhìn Tần Hoài như liền tức giận. Lần trước đã buộc mình bỏ ra nhiều tiền như vậy, bây giờ còn dư lại hơn 200 đồng, nếu lại lấy ra hơn 50 đồng, về sau làm sao sống qua ngày nhất đại gia tần hoài như điềm đạm đáng yêu nói chỗ này của tôi có ba đồng các người cầm đi dùng trước đi một đại gia cũng không phải cái kẻ ngốc tuy rằng hắn thường xuyên để hà vũ trụ trợ giúp cả nhà này nhưng chính hắn nhiều lắm cũng chỉ là cho điểm bổng tử diện cái gì vậy mới có thể có mấy tiền đây hiện tại có thể trực tiếp lấy ra ba đồng này đã là tương đối không dễ dàng người nếu là không trả tiền vậy chúng ta ngay tại đây hao tổn, đến lúc đó bỗng ngạnh một phía sau lưng toàn bộ đều là phỏng bị thương, trưởng thành liền cái vợ đều cưới không được. Tần Hoài như biết, đây chính là hơn 50 đồng, nếu như mẹ chồng không lấy tiền, vậy thì chuyện gì cũng đừng làm, trong tay bà không có tiền. Ngươi cái này không có lương tâm, đây là muốn bức tử ta nha. Ngươi cũng đừng ở chỗ này gào thét, nếu chậm trễ nữa, tiền tiêu sẽ càng nhiều. Tần Hoài như quá quen thuộc với sắc mặt này của mẹ chồng mình. Cuối cùng rơi vào đường cùng, cổ trương thì thật giống như cắt thịt đồng dạng, từ chính mình quần áo tận cùng bên trong móc ra một cái túi nhỏ, sau đó lấy ra 50 khối tiền. Đưa tôi đồng này. Lúc giao tiền cho Tần Hoài như, còn lấy lại một đồng tiền thừa trong tay Tần Hoài như. Cậu nhớ kỹ cho tôi, sau này mỗi tháng phải cho tôi 5 đồng, bằng không tôi sẽ đến xưởng quậy cậu, đây chính là quan tài dưỡng lão của tôi sau khi giao tiền xong gầy gộc được đưa đến phòng cấp cứu toàn thân cổ trương thị không thoải mái cho dù cấp cứu là cháu ruột của mình vậy cũng không bằng tiền thân tận hoài như đã không muốn nói gì nữa vốn một tháng cho cổ trương thị ba đồng trong nhà đã sắp không qua nổi nữa bây giờ còn năm đồng một tháng năm người chỉ còn lại hai mươi hai đồng năm không có hà vũ trụ tiếp tế ngày đó so với nhà tam đại gia còn không bằng mạch máu sau lưng bị vỡ cần truyền máu giao thêm 15 đồng. Nửa giờ sau cửa phòng cấp cứu mở ra, nhưng mà ngạnh cũng không có bị đẩy ra, ngược lại là lúc cấp cứu đã xảy ra một ít chuyện khác. Còn 11 đồng nữa à? Cổ trương thì không thể tin được lỗ tai của mình, toàn bộ tài sản chỉ còn lại chừng 100 khối, từ 500 khối đến cái này chừng 100 khối, lúc này mới hai ngày công phu, cái này cần phải cổ trương thì mệnh, cảm giác hô hấp cũng không phải như vậy thông thuận. Trời muốn diệt giả gia ta sao? Chương 2 Quyên tiền Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cổ trương thị lại lấy ra 11 đồng, thật sự cảm giác như muốn lấy nửa cái mạng của mình. Nhưng là bỗng ngạnh là bọn hắn gia gia mệnh căn tử, nếu như không ra số tiền này, đây chẳng phải là đại biểu cho phía trước hơn 50 đồng tiền ra tay trắng sao. Cuộc sống này thế nào qua a à? đều là ngốc trụ cái kia sát thiên đao, không có việc gì làm ăn ngon như vậy cơm làm gì sau khi trở về ta nhất định tìm hắn đòi tiền hắn nếu dám không ra số tiền này nhìn xem ta trị hắn như thế nào ở trong hành lang bệnh viện cổ trương thì thật giống như một người đàn bà chanh chuông ngồi dưới đất dùng sức nguyền rủa hà vũ trụ ngốc trụ bây giờ không phải trước kia đã là chủ nhiệm căng tin trong nhà máy rồi nếu cậu đi gây sự gây sự đến cuối cùng cũng không tốt bằng nhà chúng ta tần hoài như dù sao cũng có đầu óc không thể cùng mẹ chồng ngốc của mình hồ nháo Hiện tại quan hệ với Ngốc Trụ đã đến điểm đóng băng, nếu tiếp tục ầm ĩ, vậy một chút đường sống hòa hoãn cũng không có. Tần Hoài Như, sao khuỷu tay cô lại quẹo ra ngoài? Nếu để tôi biết cô và tên ngốc kia có quan hệ gì, cô xem tôi có giết chết cô hay không. Cổ Trương Thị hiện tại giống như một máy bay chiến đấu, nhìn ai cũng không vừa mắt. Con trai đáng thương của ta. Thấy Tần Hoài Như không để ý tới mình, Cổ Trương Thị lại bắt đầu lải nhải nên hòa hoãn quan hệ với hà vũ trụ như thế nào đây tuy rằng gậy gộc còn ở trong phòng cấp cứu nhưng tần hoài như vừa rồi đã biết cũng không có gì đáng ngại trở về chậm rãi dưỡng là được quan trọng nhất vẫn là cuộc sống sau này nếu như không có hà vũ trụ trợ giúp cả nhà năm người này làm sao sống sót nàng cũng không muốn cùng tam đại gia tính toán sống qua ngày người nhà của cổ ngạnh cửa phòng cấp cứu mở ra cổ trương thị và tần hoài như vội vàng chạy tới cấp cứu đã xong, nhưng từ cổ đến thắt lưng cơ hồ đều bị phỏng một lần, sau lưng bôi một lớp thuốc thật dày. Đi nộp tiền thế chấp nằm viện một chút. Bác sĩ tổng cộng nói ba lần, mỗi lần đều phải giao tiền, khi nghe được lời này, mẹ chồng nàng dâu thiếu chút nữa ngất xỉu. Vừa rồi không phải đều giao tiền hai lần sao? Các ngươi cũng đừng lừa gạt chúng ta. Cổ trương thị vẻ mặt cảnh giác, thật giống như người ta đều là ngu xuẩn, liền chính nàng thông minh giống nhau. Vừa rồi nộp tiền cấp cứu và tiền truyền máu, bây giờ còn phải ở bệnh viện vài ngày, tiền viện phí các người không trả sao? Mau đi nộp đi, tổng cộng 12 đồng rưỡi. Bác sĩ tức giận nói, mình bận rộn một câu cảm ơn cũng không có, ai biết còn đưa tới hoài nghi. Đại phu. Tần Hoài như ngay cả cơ hội hỏi nhi tử là bệnh tình gì cũng không có, đại phu người ta đã đi rồi. Mắt thấy tiền trong tay Cổ Trương thì càng ngày càng ít tiền trợ cấp của nhi tử nếu như đều tiêu hết tần hoài như đang đem chính mình ném xuống mặt kệ vậy cũng chỉ có năm khối còn lại ngươi đi mượn ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì chỉ cần đem tiền mượn tới là được ngươi bình thường cái kia hồ mị tử bản lĩnh đâu hiện tại đều không có sao nhìn ánh mắt bức thiết của tần hoài như cổ trương thị rút ra năm đồng sau đó trốn sang một bên một người làm mẹ chồng nói con dâu của mình như thế hơn nữa trong lời nói còn có một chút ám chỉ Tần Hoài Như thật không biết nên nói cái gì cho phải. Túi sách của Tần Hoài Như so với mặt còn sạch sẽ hơn, chỉ có thể giao trước 5 đồng tạm thời an bài gậy gộc, sau đó chuẩn bị về viện vay tiền. Trên đường trở về nhất đại gia nghĩ ra chủ ý, chuyện của cổ gia tới tương đối đột ngột, cho nên chuẩn bị để cho toàn bộ người trong viện quyên tiền. Tần Hoài Như sau khi nghe được lời này, trong ánh mắt lại có hy vọng. Nhất đại gia chính là như vậy, có chuyện gì liền thích khẳng khái người khác nguyên lai thời điểm cũng là thường xuyên khuyến khích Hà Vũ Trụ đi chiếu cố tận hoài như, chính hắn trả nhiều một chút mì ống gì đó, hơn nữa còn phải hơn nửa đêm đi qua đưa, ai biết hơn nửa đêm làm gì. Hà Vũ Trụ bên này bốn người hơn hai chai rượu trắng xuống bụng, còn có chút hận gặp nhau quá muộn, Vu Lị và Vu Hải Đường hai chị em này nhìn Hà Vũ Trụ càng ngày càng thuận mắt. Nếu không Diêm Giải Thành tới kéo Vu Lị về, không chừng còn phải tiếp tục uống. Hà vũ trụ đem mùi mùi cùng vu hải đường an trí ở trong phòng mưa, mới vừa đi ra duỗi lưng liền thấy nhất đại gia cùng tần hoài như đã trở lại. Hà vũ trụ cũng không muốn chạm vào cái rủi ro này, vội vàng chuẩn bị trở về phòng. Trụ tử, ngươi chờ một chút. Nhất đại gia nhanh chóng gọi hà vũ trụ lại, lúc này hà vũ trụ mới là quân chủ lực quyên tiền, nếu như hà vũ trụ không quyên tiền, trông cậy vào những người khác trong sân, trên cơ bản không có nhiều hy vọng dù sao cuộc sống của mọi người cũng không giàu có đây là về rồi à ngày mai gặp nhé hà vũ trụ cười ha hả chào hỏi nhanh chóng đóng cửa đi ngủ tần hoài như là bạch liên hoa động một chút là muốn hãm hại ta nhất đại gia cũng không phải người tốt lành gì hà vũ trụ mới không có thời gian nói nhảm với bọn họ trụ cột tần hoài như nhỏ giọng kêu một tiếng bây giờ mọi người đã ngủ rồi nếu không sáng mai hãy nói Em cũng đi xem tiểu đan và hòe hoa đi. Nhất đại gia vừa thấy tình huống này cũng biết không có khả năng quyên tiền gì, sau khi nói xong liền nhanh chóng về nhà. Tần hoài như vương tay, đáng tiếc nhất đại gia chạy còn nhanh hơn thỏ. Đây thật đúng là tường đổ mọi người đẩy, trống vỡ có người chú ý à. Nghĩ bình thường tần hoài như cũng mạnh vì gạo vì tiền, nhưng hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, toàn bộ người trong viện đều thấy rõ ràng, tình huống nhà bọn họ là như thế nào có ai khác sẵn sàng giúp họ không? Không được, một đại gia là hy vọng cuối cùng. Coi như là ngươi tối nay chạy, sáng mai cũng muốn ngươi tổ chức toàn viện người quyên tiền. Tần Hoài như nhìn phương hướng nhà một đại gia, lại nhìn phương hướng nhà hà vũ trụ, tuyệt đối phải hút máu từ trên người bọn họ, bằng không cuộc sống này không có cách nào trôi qua. Sau khi nhất đại gia về nhà, vốn đã muốn đem chuyện này qua loa tắc trách, chuyện ngày hôm qua hắn nhớ rõ ràng, nếu như quyên tiền cho nhà tần hoài như những người trong sân này phỏng chừng không muốn cho nên sáng sớm liền chuẩn bị đi làm ai biết dậy thật sớm vừa mới đẩy cửa ra tần hoài như đã chờ ở cửa đạo cao một thước ma cao một trượng tần hoài như hiện tại xem như là ở lại một đại gia nhất đại gia ngươi xem nhà chúng ta thật không có biện pháp khác ngươi nói cái kia quyên tiền chuyện trên đời này sẽ không có da mặt dày như vậy tần hoài như hiện tại cũng tiêu ra ngoài chỉ cần là có thể lấy được tiền, thế nào cũng được, dù sao nhất định phải để cho một đại gia ra cái đầu này. Người cái này tan môn tin, đêm nay ta ở bệnh viện mệt muốn chết, người có phải hay không chạy tới đây làm giày rách? Nhất đại gia còn chưa nói gì, cổ trương thị từ bên ngoài chậm rãi mãnh liệt đi vào, vừa lúc nhìn thấy tần hoài như ở cửa một đại gia, hiện tại mới chưa tới 6 giờ sáng, đứng ở chỗ này làm gì? Đây là mới từ nhà một đại gia đi ra sao? Chương 3 ngăn cản quyên tiền bạn đang nghe tại truyện chấm audio cổ trương thị ngươi đừng phun đầy phân nếu ngươi nguyện ý nói lung tung về nhà ngươi nói đi dám ở cửa nhà ta nói thêm một câu ta nhổ răng ngươi ra một bác gái từ trong phòng đi ra sáng sớm bị người ta đứng ở cửa mắng đổi thành trong lòng ai cũng không cao hứng cậu còn đứng đó làm gì nên đi làm thì đi làm đi một bác gái cũng không muốn để cho một đại gia quản chuyện này trước cửa quả phụ thị phi nhiều mỗi ngày nếu như lời đồn đã nhảm nhí như vậy ai còn có thể sống thật tốt nhất đại gia nhanh chóng mặc quần áo của mình cũng không quay đầu lại liền đi ngài làm gì vậy nhất đại gia muốn thu xếp toàn viện quyên tiền cho nhà chúng ta tần hoài như tức giận dậm chân một cái lắc lắc eo nhỏ của mình về nhà cái quái gì vậy không phải làm giày rách thì ra là quyên tiền hắn một đại gia cổ trương thị vừa nghe chuyện này trên người cũng không mệt mỏi nhanh chóng chạy về phía cửa hôm nay nói cái gì cũng phải kéo một đại gia về trong viện nhiều người như vậy cho dù một người quyên một đồng đó cũng là hơn hai trăm đồng có thể giảm bớt tình huống trong nhà một đồng cũng không tính là nhiều những người này đều có nếu không quyên cho tôi xem tôi không mắng chết bọn họ một đại gia đã tới cửa nhưng bất đắc dĩ cổ trương thị chính là không buông tay một đại gia cũng không thể ở cửa cùng cổ trương thị chia tay, dù sao cổ trương thị cũng là quả phụ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể trở lại viện tổ chức đại hội quyên tiền này. Sáng sớm trong sân đã muốn mở đại hội, trước kia cũng không có chuyện như vậy, mọi người vừa nghe nói là quyên tiền cho nhà Tần Hoài Như, từng người liền bắt đầu rút lui. Hà vũ trụ mấy năm nay giúp đỡ nhà bọn họ bao nhiêu? Nhưng cuối cùng thì có thể như thế nào đây? còn không phải bị cổ trương thì mắng đến cẩu huyết lâm đầu hơn nữa bỗng ngạnh ở nhà mình bị bỗng đó cũng là lỗi của hà vũ trụ thật không biết cả nhà này là ai còn quyên tiền cho bọn họ quyên góp đại gia hắn tình huống chính là như vậy tình huống sự tình chính là như vậy sự tình chúng ta đều ở trong một cái đại viện cấp trên cũng muốn chúng ta đoàn kết cho nên cá nhân ta dẫn đầu quyên năm đồng tiền một đại gia biết mình đã khởi xướng chuyện này như vậy xuất huyết chính là không thể miễn tiền lương một tháng của ông ta 99 đồng, ở toàn bộ xưởng thép cũng đến được, cho nên năm đồng này không khó. Những người khác trên mặt liền không thế nào đẹp mắt, thứ nhất là trong lòng không muốn quyên tiền, thứ hai cũng là xác thực trong túi ngượng ngùng, niên đại này trong nhà ai có dư thừa tiền đâu, toàn bộ trong viện ngoại trừ nhất đại gia cùng nhị đại gia, chỉ sợ chính là hà vũ trụ cùng hứa đại mẫu có chút tiền, những người khác mỗi ngày đều ăn bánh bột ngô, còn lấy tiền đến quyên tiền. Hai phút trôi qua, trong viện mọi người lạnh lùng nhìn một đại gia, ai cũng không có muốn bỏ tiền ý tứ, nếu như muốn chỉ có này năm khối tiền lời nói, vậy về sau tầng hoài như trong nhà chính là trò cười. Lão Lưu Lão Diêm Rơi vào đường cùng, nhất đại gia chỉ có thể bắt đầu điểm danh. Trong viện ngoại trừ mình ra còn có hai vị đại gia khác, những người khác không quyên tiền còn có thể nói được, hai người các ngươi cũng không thể cũng đứng ở chỗ này đi. Nói thật, nhị đại gia cùng tam đại gia thật đúng là không có ý nghĩ muốn quyên tiền. Nhất là tam đại gia. Nhị đại gia một tháng hơn 70 đồng tiền, xuất ra mấy đồng tiền đến không sao cả, tam đại gia một tháng chỉ có 27 đồng tiền, hơn nữa còn phải quản cả nhà người ăn uống, nơi nào có dư tiền dùng để quyên tiền. Vậy tôi cũng quyên góp 5 đồng. Nhị đại gia vẫn luôn là cái mê quan, vẫn muốn duy trì chính mình ở trong viện uy tín, cho nên thấy nhất đại gia quyên 5 đồng tiền, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quyên năm đồng tiền nhưng cũng không có lấy ra phải nhìn xem những người khác tình huống lão diêm nhất đại gia mặc dù có chút ý tứ bất quyên nhưng ít nhất có người xuất ra năm đồng cái này cũng so với không ai lấy tiền mạnh hơn nhiều hiện tại liền nhìn tam đại gia chỉ cần tam đại gia có thể dẫn đầu như vậy những người còn lại trong viện này cũng không tiện không quyên tiền tần hoài như cùng cổ trương thị trên mặt cũng có nụ cười nếu như lập tức quyên góp chừng 200 đồng, trong nhà không phải giàu có sao. Gậy bị bỗng thoáng cái, không chừng còn là chuyện tốt, trong lòng cổ trương thị vui vẻ nghĩ. Nhiệm vụ ngẫu nhiên. Phá hoại quyên góp của tứ hợp viện. Khen thưởng thần kỹ. Hoàng Kim Đồng. Căn cứ vào nguyên tắc việc không liên quan đến mình, Hà Vũ Trụ vốn định ở trong phòng xem náo nhiệt, nhưng sau khi nghe được thanh âm này, vậy thì không được đầu cơ trục lợi đồ cổ nhất định phải có cái hoàng kim đồng, hà vũ trụ thế kỷ 21 cũng là tung hoành võng văn chủ, tự nhiên biết thứ này có cỡ nào ngưu bức, chỉ cần là lấy mắt đảo qua, lập tức biết thứ này có đáng giá tiền hay không. Mắt thấy bên ngoài quyên tiền sắp bắt đầu, hà vũ trụ hiện tại phải làm việc. Cũng may vẫn chưa muộn. Hà vũ trụ nhìn nhìn bên ngoài, ba đại gia cực không tình nguyện chuẩn bị bỏ tiền, nhưng tuyệt đối không có khả năng quyên 5 đồng tiền nếu như lúc này nói ai muốn phá hư trận quyên tiền này nhất chỉ sợ chính là tam đại gia đang bỏ tiền ra tam đại gia lão nhân gia đi ra ngoài dạo một vòng nếu như không nhặt chút gì trở về vậy đại biểu chính mình lỗ vốn người như vậy làm sao có thể nguyện ý quyên tiền cho tần hoài như đây tam đại gia ngài chờ một chút có thể cho ta nói hai câu không tam đại gia bỏ tiền tốc độ cực kỳ chậm đầu óc lại là xoay phi thường nhanh đã nghĩ nhìn một chút dùng biện pháp gì cho qua loa tắt trách đi qua, coi như không cùng một đại gia hai đại gia đồng dạng cầm năm khối tiền, vậy ít nhất cũng phải xuất ra cái hai khối tiền đến, đừng nói là hai khối tiền, hai mau tiền tam đại gia đều không muốn ra. Đây không phải là chủ nhiệm hà sao? Chủ nhiệm hà có chuyện muốn nói. Vậy tôi chờ một chút. Tam đại gia cũng là người tinh khôn, vừa thấy hà vũ trụ muốn đứng ra, Ngày hôm qua Hà Vũ Trụ đi theo mẹ chồng nàng dâu hai người không có mặt mũi tốt, khẳng định không có lời tốt nói không chừng tiền này có thể tiết kiệm được. Khi Tam Đại Gia nói ra ba chữ Hà chủ nhiệm này, người trong sân mới bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại đã không phải là kẻ ngốc, người ta là cán bộ trung tầng của xưởng thép chúng ta, coi như là nhân vật số một, lại nói tiếp so với nhất Đại Gia còn có uy tín hơn. Ít nhất lúc nhà máy mở hội nghị, cho dù kỹ thuật của một Đại Gia có cao thế nào, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng có cơ hội đi dự tiệc, còn phải liên quan đến kỹ thuật của ông ta mới được. Nhưng Hà Vũ trụ người ta thì khác, người ta là lãnh đạo trung tầng của nhà máy, có chuyện gì cũng không thể thiếu người ta, xem ra sau này hướng gió trong đại viện phải thay đổi một chút. Ngươi hiện tại một tháng hơn 60 đồng tiền, cũng không biết quản chuyện nhà chúng ta sao? Hà Vũ trụ bên này cái gì cũng không nói, thần trợ công cổ Trương thị lập tức đứng ra. Hà vũ trụ nhìn thấy nhiệm vụ điều đã hoàn thành 30%, này cổ trương thị thật đúng là có lực A. Chương 4 Đến cùng ai có tiền Bạn đang nghe tại truyện.audio Mọi người vừa thấy tình huống này vẫn là cái dạng ban đầu A, ta nghèo ta có lý, ngươi có tiền ngươi phải trợ giúp ta, bằng không chính là ngươi không đúng, ta phải ở trong sân mạnh mẽ mắng ngươi. Một đại gia lúc này cũng có một loại cảm giác muốn ngất xỉu, chính mình hao tâm tổn sức triệu tập mọi người lại cổ trương thị một câu liền hận không thể đánh trở về nguyên hình đồng đội heo như vậy thật muốn chết ta nói các lão thiếu gia đều nghe được đi người như vậy các ngươi trả tiền quyên tiền các ngươi là trong túi tiền nhiều như thế nào có tiền này mua chút thịt đánh răng tế cũng không tốt sao họ hàng xa không bằng láng giềng gần nói không sai nhưng cũng phải nhìn xem cái này láng giềng gần là cái mặt hàng gì lời nói vừa rồi các ngươi đều nghe được đi Hà vũ trụ vui tươi hớn hở cũng không tức giận, lần đầu bị mắng không tức giận, chỉ cần quyên tiền bị phá hư, ta có thể có hoàng kim đồng, tạm thời trước không chấp nhặt với các lão nương như ngươi, huống chi đánh ngươi một trận cũng không hả giận, để cho ngươi tổn thất tiền mới là hả giận nhất, dù sao trong mắt cổ trương thị, tiền là quan trọng nhất. Chủ nhiệm Hà nói rất đúng, cả nhà này rốt cuộc là tính nết gì? Chiếm tiện nghi không đủ nha, cảm thấy người trên đời này đều nợ bọn họ, chúng ta kiếm tiền liền dễ dàng sao? Người trong viện bắt đầu nghị luận sôi nổi, ánh mắt nhìn Tần Hoài Như và cổ trương thị cũng có chút không đúng, tóm lại hiện tại muốn mọi người bỏ tiền quyên tiền, chỉ sợ so với vừa rồi khó khăn gấp mấy lần. Trụ tử, ngươi chính là thích làm âm ỉ, gậy ngạnh thương thế rất nghiêm trọng, cả đêm tốn hơn 70 khối, Tần Hoài Như một tháng 27 khối năm tiền lương, chúng ta cũng biết bọn hắn trong nhà tình huống, ngươi bây giờ là trong nhà máy lãnh đạo, càng nên có tác dụng dẫn đầu mới đúng. Nhất đại gia rốt cuộc là có năng lực, dăm ba câu liền đem hà vũ trụ chen lớn đến đầu sóng gió. Hơn nữa còn nói có lý có tiếc, nếu như nói đến phần này hà vũ trụ còn không bỏ tiền ra, vậy chỉ sợ tương lai trên mặt cũng khó coi, sau khi truyền đến nhà máy, hà vũ trụ cũng có thể sẽ tổn hại thanh danh. Tam đại gia khẩn trương nhìn hà vũ trụ, tiểu tử ngươi có thể kiên trì không được hay không, nếu tiểu tử ngươi cũng quyên tiền, ta hai đồng này khẳng định cũng không giữ được. Hà vũ trụ cười hắc hắc cũng không có đem lời của nhất đại gia trở thành một chuyện, ngược lại tiếng cười này làm cho nhất đại gia trong lòng lập bập một chút. Nhất đại gia nói không sai, thân là hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau, trong đại viện chúng ta có truyền thống này. Thời điểm hà vũ trụ nói ra lời này, tam đại gia cũng cảm giác được huyệt thái dương Phật phòng, vốn còn tưởng rằng ngươi có thể ngăn cản trận quyên tiền này, ai biết tiểu tử ngươi dĩ nhiên là ủng hộ ngươi rốt cuộc là ở đâu vừa rồi cổ trương thì mắng ngươi mắng nhẹ nhất đại gia cũng thở phào nhẹ nhõm xem ra mình trách làm hà vũ trụ phỏng chừng kế tiếp có thể hảo hảo quyên tiền đến lúc đó đem trận quyên tiền này thúc đẩy tần hoài như nợ mình một đại nhân tình nhưng vấn đề ngươi cũng phải nhìn xem người ta có cần hay không trợ giúp nha nếu như người ta trong nhà có tiền người ta tiền gửi ngân hàng so với chúng ta còn nhiều hơn chúng ta có tư cách gì đi trợ giúp người ta đâu này Lời này của Hà Vũ Trụ nói ra, Tần Hoài như cùng cổ trương thị sắc mặt biến đổi lớn, các nàng phi thường rõ ràng tình trạng kinh tế của Hà Vũ Trụ, nhưng đồng thời Hà Vũ Trụ cũng rõ ràng tình trạng kinh tế của nhà các nàng. Sau khi người đàn ông của Tần Hoài như chết, 500 đồng tiền trợ cấp một lần, cho dù gần đây lăn qua lăn lại không ít, nhưng trong tay cổ trương thị còn phải còn lại gần trăm đồng, số tiền gửi ngân hàng này có thể vượt qua hơn phân nửa số người trong đại viện. Nhà chúng ta nào có cái gì tiền gửi ngân hàng, mỗi ngày liền mì que đều ăn không hết, ngươi đừng ở chỗ này nói lung tung, làm lãnh đạo liền khi dễ người, không đem chúng ta những này dân chúng để ở trong mắt, con của ta nhà, ngươi chết thật đúng là quá sớm, bằng không cái này ngốc trụ dựa vào cái gì khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu. Cổ Trương thị vừa thấy hướng gió không đúng, vội vàng chuẩn bị khóc lóc âm sầm. Hà Vũ trụ nhìn một chút hệ thống tiến độ điều, giờ phút này đã đến 75% coi như chính mình không nói ra trong sân đều một khối ở nhiều năm như vậy cẩn thận tính toán một chút cũng biết tần hoài như trong nhà còn lại bao nhiêu tiền trụ tử ngươi thật sự đối với tỷ như vậy sao tần hoài như vẻ mặt ủy khuất bộ dáng kia thật đúng là động lòng người nhưng bộ dạng này đối với hà vũ trụ đã không có tác dụng gì mấy năm nay ta chăm sóc nhà các ngươi còn ít sao từ căng tin lấy về đồ ăn thừa cơm thừa ta tự mình ăn mấy miếng sao trong phòng kia của ta hiện tại ngoại trừ giường cùng bếp lò ra, nhiều đồ dùng trong nhà đều không có, ta cuối cùng đổi lấy cái gì, nhìn xem mẹ chồng ngươi miệng nói, ta liền đổi lấy cái này. 85% Hà Vũ Trụ nói xong những lời này về sau, thanh tiến độ lập tức liền tăng tới 85%, còn lại có 15%, coi như là Hà Vũ Trụ không lên tiếng, phỏng chừng cái này 15% thanh tiến độ cũng rất nhanh đi qua ta nhớ rõ lúc trước nhà các ngươi đông hút nhân công tử vong thời điểm, trong nhà máy cho 500 khối tiền trợ cấp, hiện tại đều dùng sao? Bản thân tam đại gia cũng không muốn quyên tiền, đối với tình trạng kinh tế trong sân, đó là sờ soạn. Tần Hoài như vẻ mặt khó coi, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Nếu như nói đều dùng, mọi người cũng không tin, nếu như nói vô dụng, đây chẳng phải là nhà các ngươi có tiền các ngươi không cần, chuyên môn để cho mọi người bỏ tiền sao? được rồi thời gian không còn sớm các cậu hôm nay đều không đi làm sao một trăm phần trăm tiến độ hoàn thành ha vũ trụ lấy xuống một cái khăn tay hút bụi ống quần của mình ta hôm nay trường học còn có chuyện sáng sớm tới mở cuộc họp này cũng không thể chậm trễ chuyện trường học trăm năm đại kế giáo dục làm gốc tam đại gia vừa nhìn tình huống này nếu là không chạy trốn sáng sớm hôm nay phải xuất huyết sớm biết như vậy sáng sớm hôm nay họp là vì quyên tiền dứt khoát sẽ không tới. Nhìn thấy tam đại gia rời đi, những người khác cũng là lòng bàn chân bôi dầu, lập tức chạy đi. Tần Hoài Như, chuyện cô nợ nhà chúng tôi 40 đồng, tạm thời tôi không cho cô lấy, nhưng tháng sau khi cô phát lương nhất định phải trả tiền. Lâu hiểu Nga vẫn là phi thường có lương tâm, vốn nghĩ hôm nay đòi tiền, nhưng xem ra cái dạng này cũng không ra tiền gì. Hứa đại mậu bên cạnh còn muốn nói thêm vài câu, nhưng bị lâu tiểu Nga lôi kéo về nhà đi làm đi, tiểu nha đầu bớt lo chuyện này đi. Mẹ chồng nàng dâu tần hoài như cứ như vậy ngồi ở trong sân, lòng hà vũ vũ lại mềm nhũng, hà vũ trụ vội vàng để nha đầu này đi làm. Lực chú ý của hà vũ vũ lập tức chuyển sang xe đạp mới, cũng không có thời gian đi quản tần hoài như. Nhìn hà vũ đạp xe đạp mới đi làm, vu hải đường bên cạnh trong lòng đã hạ quyết tâm, nhất định phải bắt hà vũ trụ mới được, như vậy mình cách đạp xe đạp mới cũng không xa chương năm giả trương thì thụ thương bạn đang nghe tại truyện chấm audio nhị đại gia nhìn người đi cũng không kém nhiều lắm vỗ vỗ bả vai nhất đại gia sau đó vui tươi hớn hở rời đi ở trong sân hắn nguyện ý nhìn thấy nhất chính là uy tín sói mòn của nhất đại gia lão tiểu tử này đã sớm nghĩ đến cướp ban đoạt quyền chỉ bất quá vẫn không có cơ hội mà thôi một đại gia sáng sớm tổ chức toàn viện người tiến hành quyên tiền hiện tại ngoại trừ năm khối tiền đến sổ sách bên ngoài không có bất kỳ người nào bỏ tiền cho nên chính mình hứa hẹn cái kia năm khối tiền cũng liền kéo ngã ăn mặn cụ cải nhà quan tâm tránh đi còn không mau đi làm đi vốn là một bác gái không quản chuyện của một đại gia nhưng hiện tại nhìn thấy tình huống này cũng không muốn để cho một đại gia cùng nhà tần hoài như đi quá gần nhất đại gia há miệng cái gì cũng không nói ra chỉ có thể thành thật đi làm sáng nay rốt cuộc bận rộn cái gì tên ngốc chết tiệt này ta đập chết ngươi. Cổ trương thị mắt thấy chuyện quyên tiền năm canh từ trên mặt đất cầm lên một tảng đá, cái này muốn đập thủy tinh trong nhà ngốc trụ. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mẹ còn ngại chuyện chưa đủ lớn sao? Đến lúc đó còn phải bồi thường tiền thủy tinh cho người ta. Tần hoài như nhanh tay lẹ mắt, vội vàng ngăn cản, hà vũ trụ bây giờ không giống với trước kia, hôm nay nếu cậu dám đập vỡ cửa kính trong nhà hắn, phỏng chừng chiều nay phải tới cửa đòi tiền ngươi cút ngay cho ta tiểu kỹ nữ ngươi, sau lưng còn không biết có hoạt động gì với hắn, hai ngày nay người ta coi trọng hải đường, không có chuyện gì với ngươi, ngươi chính là đồ đê tiện không biết xấu hổ, tranh giành độc thân cũng tranh không lại. Cổ trương thì hiện tại một bụng lửa giận, dù sao ai nói chuyện liền mắng người đó. Tần hoài như ủy khuất rơi nước mắt, mình mấy năm nay hút máu hà vũ trụ, đại bộ phận chỗ tốt không phải đều là bị ngươi ăn sao. Mỗi lần lấy thức ăn thừa cơm thừa ra, ngươi ăn là hăng hái nhất những người khác căn bản là ăn không đủ no một hồi âm thanh thủy tinh vỡ nát cổ trương thị vẫn không nhịn được từ bên cạnh cầm lấy từng viên gạch đập vỡ thủy tinh trong nhà hà vũ trụ một lần tôi bảo cậu không quyên tiền tôi bảo cậu làm chủ nhiệm cổ trương thị vừa nói vừa mắng nhìn thủy tinh đều đập xong trong lòng vẫn không thoải mái dĩ nhiên là từ bên cạnh tìm một cây gậy gỗ chuẩn bị đi lên đập cửa nhà ngốc trụ lời vừa rồi đã làm tần hoài như đau lòng sự tình còn có thể chuyển biến xấu sao để cho cổ trương thị nhìn mà náo loạn đi thật sự là quá mệt mỏi ôi mẹ ơi tần hoài như vừa mới trở lại phòng mình chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cổ trương thị vừa rồi lúc đập thủy tinh trên mặt đất rơi xuống một đống lớn thủy tinh vỡ cổ trương thị cầm cây gậy đập cửa nhà hà vũ trụ trụ bởi vì dùng sức quá lớn đập thủy tinh một cái cả người trực tiếp ngã sắp xuống đất con mẹ nó béo giống như quả bóng cao su, từ cửa trực tiếp lăn xuống sân. Hai tay cùng trên mặt đều bị cắt trách, nếu không là trên người mặc áo bông, lần này lại là trọng thương. Máu. Máu. Cổ trương thị nhìn thấy trên mặt cùng trên tay hô hô chảy máu, mảnh thủy tinh này sắc bén đâu, vừa rồi nàng ngã xuống dùng sức lại lớn. Tần hoài như vội vàng từ trong phòng chạy ra, nhưng giờ phút này đại bộ phận người trong sân đều đi làm, thể trọng của cổ trương thị lại nặng, Tần Hoài như mất hơn nửa ngày sức lực, mới xem như đỡ dậy. Ngồi đây đi, tôi ra ngoài tìm người đưa cô đến bệnh viện. Cho dù có chán ghét cổ trương thì thế nào, Tần Hoài như cũng không thể bỏ mặt mẹ chồng ở chỗ này, nếu truyền tới nhà máy, phỏng chừng vài phút nữa sẽ bị đuổi việc. Đến bệnh viện nào, mau tìm thứ gì đó băng bó cho tôi, nhà cậu có tiền mà, cậu đi bệnh viện đi. Cổ trương thì tuy rằng cả người đau muốn chết, nhưng cũng biết mình chính là các trách chút gia, nhìn chảy máu rất nhiều kỳ thật không tổn thương đến gân cốt tôi nói cho cậu biết cậu băng bó cho tôi xong thì nhanh chóng đi làm tiền lương ngày hôm nay không ít đi rồi thì cùng đồng nghiệp của cậu mượn ít tiền cho bọn họ nói nhiều tình huống nhà chúng ta tôi cũng không tin chẳng lẽ đều giống như những người vô tâm vô phế trong bệnh viện chúng ta sao cổ trương thì tuy rằng đau muốn chết nhưng lúc này cũng không quên nên để tần hoài như làm gì tần hoài như vẻ mặt khó xử nhân viên công nhân bên kia đã sớm mượn không ra chính mình một mực vay tiền chưa từng trả coi như là quan hệ tốt như thế nào người ta lúc này cũng tỉnh táo lại sau khi thu dọn xong xuôi ra cửa liền nhìn thấy cửa nhà hà vũ trụ một mảnh hỗn độn sau khi tan tầm còn không biết sẽ náo loạn như thế nào đây đến nhà máy phải hảo hảo cùng hà vũ trụ nói một chút xe đạp cho hà vũ vũ hà vũ trụ không có cách nào mang vu hải đường đi làm may mắn khoảng cách xưởng cán thép cũng không phải rất xa cho nên hai người liền một đường đi bộ qua trên đường, Vu Hải Đường cùng Hà Vũ trụ chuyện trò vui vẻ, luôn cảm thấy đây không phải là một đầu bếp, hiểu được nhiều thứ thật sự là nhiều lắm, bao gồm cả chuyện sáng tác, Vu Hải Đường quả nhiên là được lợi không nhỏ. Dọc theo đường đi cũng thấy được rất nhiều nữ nhân viên trẻ tuổi của xưởng thép, mỗi khi đến gần, Vu Hải Đường đều bày ra tư thái nữ chủ nhân, bảo những người này cách xa một chút. Những người đó nhìn thấy tư thái của Vu Hải Đường, tự nhiên cũng không dám tới dù sao so với vu hải đường, phần cứng chênh lệch quá lớn. Sau khi đi tới căng tin, Hà Vũ Trụ ngồi ở chỗ của mình tính toán thu nhập của mình. Mỗi tháng hơn 60 đồng tiền lương, hơn nữa đi ra ngoài cho những lãnh đạo kia nấu cơm, một tháng có thể kiếm 200 đồng tiền. Thời đại này 200 đồng đã không phải là số nhỏ, bất quá nếu mỗi ngày ăn uống thả cửa, vẫn phải giải thích có chút tiền là như thế nào tới, xem ra còn phải chỉnh ra con đường kiếm tiền. Sư phụ, đến lúc xào rau rồi hà vũ trụ ở chỗ này ngồi chính là hai giờ xem thời gian không phải là nên xào rau sao đợi lát nữa đã đến giờ ăn trưa của các công nhân ba người các ngươi lại đây ta lại cho các ngươi biểu diễn một lần ta nói cái gì đều cho ta dùng đầu óc nhớ kỹ ngày mai thời điểm mã hoa tới trước các ngươi cũng nên bắt đầu học xào món ăn ba đồ đệ làm sao cũng không nghĩ tới hà vũ trụ dĩ nhiên là nhanh như vậy liền dạy cho bọn họ xào nồi lớn đồ ăn từng cái đều hưng phấn dị thường trong căn tin những người khác cũng đều nghe được đi theo sư phụ tuyệt đối không chịu thiệt hà vũ trụ dạy nghiêm túc ba đồ đệ học cũng nghiêm túc ở bên cạnh cũng ra dáng Phóng chừng nhiều nhất vài ngày thời gian nồi lớn đồ ăn đối với này ba cái đồ đệ mà nói cũng liền không thành vấn đề sư phụ dạy chúng ta mấy sư huynh đệ các ngươi có phải không thích hợp đứng ở đây không? Biết hà vũ trụ ở chỗ này dạy đồ đệ, mấy sư phụ khác trong căn tin cũng đều tới. Bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là sẽ đem đồ ăn xào chín, nếu như nói hương vị tinh xảo cùng hà vũ trụ kém xa, trước mắt cũng muốn trọng học một chút, không nghĩ tới bị hà vũ trụ đồ đệ cho chế nhạo. Chương 6 Thịt heo nguy cơ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tiểu lục tử, ngươi nói bậy bà gì vậy? dương sư phụ muốn học thì để cho bọn họ xem mọi người cùng trao đổi người lớn nói chuyện trẻ con cút sang một bên hà vũ trụ về sau không có khả năng sẽ bị vây ở trong căn tin này đây chẳng qua là một nơi khởi đầu trước nhưng ăn uống của các công nhân cũng không thể không chú ý những người này học xong là vừa vặn huống chi mấy sư phụ này cũng không tệ lâu tiểu nga sau này mở tửu lâu toàn bộ đều bị hà vũ trụ kéo đi đồ để đứng hàng lão lục lè lưỡi nếu sư phụ lên tiếng ta cũng đừng lên tiếng. Hà Vũ Trụ cũng có một kế hoạch lâu dài đối với thủ hạ, ngoại trừ chính đồ đệ của mình, Hà Vũ Trụ còn có thể tìm một ít người gia nhập đoàn thể này, đương nhiên phải hiểu được cảm ơn. Chủ nhiệm Hà, đừng nói gì nữa, chúng tôi cảm ơn anh, sau này anh nói gì thì nói. Dương sư phụ và mấy đầu bếp căng tin cũng cảm động không thôi, nói dễ nghe một chút, bọn họ là đầu bếp căng tin, nói khó nghe cũng chỉ là biết xào nồi lớn, không tính là có một kỹ năng trong người hết thảy đều không nói, hà vũ trụ cũng biết những người này là bày tỏ lòng trung thành với mình. có một số việc không cần nói quá rõ ràng, không chừng còn bị người ta chụp mũ kéo bè kết đảng. một nồi lớn đồ ăn xào xong, những người ở đây cũng có các loại tâm đắc, trách không được hà chủ nhiệm người ta xào ăn ngon, chúng ta cùng người ta kém xa. sư phụ, trà của ngài. mã hoa vui tươi hớn hở bưng vài trà lớn cho hà vũ trụ. ngày mai làm xong việc sớm một chút. Buổi trưa bảo Dương sư phụ hâm nóng đồ ăn một chút, sau đó gọi cho công nhân, cô và tiểu tam tiểu tứ đi theo tôi làm việc, xưởng trưởng đều nguyện ý. Hà vũ trụ nhớ tới chuyện hẹn hôm đó. Yên tâm đi sư phụ, không xảy ra sự cố đâu. Mã Hoa Cao Hứng nói, hắn hiện tại chính là cái giúp đầu bếp, một tháng 18 khối năm, đi ra ngoài một ngày chẳng những có thể giải quyết hai bữa cơm, còn có thể mang hộp cơm về nhà, bên trong thế nhưng là có thức ăn mặn, quan trọng nhất chính là hà vũ trụ một ngày cho bọn hắn một khối tiền một tháng có thể đi ra ngoài cái tám chín ngày chẳng khác nào nhiều tăng nửa tháng tiền lương ôi hà chủ nhiệm của tôi đã xảy ra chuyện hà vũ trụ bên này vừa uống một ngụm trà lưu lâm liền từ bên ngoài vội vã đi vào ta nói lưu tỷ trời sập là thế nào để sư phụ ta nuốt nước miếng này xuống mã hoa bây giờ cái gì cũng không sợ dù sao sư phụ cũng là chủ nhiệm căng tin có gì phải sợ. Nếu ta nói, sư phụ ngươi một ngụm nước cũng không xuống được a, à, nguyên lai like đưa thịt cho chúng ta cái kia liên xưởng, hôm nay hẳn là cho chúng ta 400 cân thịt heo, nói cái gì cung ứng khẩn trương, mở cái cảnh sát không cho đưa, các công nhân một tuần mới có một bữa ăn thịt cơ hội, mặc dù chính là chút thịt băm nhưng rất nhiều người cũng nóng trong đâu. Lưu Lam vừa nói lời này, không chỉ là sắc mặt mã hoa thay đổi, bao gồm cả những sư phụ khác trong phòng, từng người đều khẩn trương dị thương lão tàu dở trò quỷ. Những người ở đây lập tức có đáp án, Hà Vũ trụ hỏa tiễn biến thành chủ nhiệm căng tin, chủ nhiệm tàu ban đầu tuy rằng có an bài khác, nhưng so với chủ nhiệm căng tin, vẫn chịu thiệt không ít, cho nên nảy ra chủ ý xấu trong việc cung ứng thịt heo. Đầu năm nay nói thịt heo là vật tư chiến lược cũng không quá đáng, công nhân bình thường một tháng chỉ có chút thịt phiếu, trong xưởng một tuần làm đồ ăn có thịt một lần, phân đến trong tay mỗi người cũng chỉ mất một cái, nhưng ít nhất là một niệm tưởng chẳng lẽ hiện tại ngay cả niềm tưởng cũng không cho sao? Sư phụ của ta phải làm sao bây giờ? Buổi trưa những người kia nếu biết không có món mặn, không được đem căng tin của chúng ta đều đập phá nha. Mã Hoa thấy Hà Vũ Trụ vẫn nhàn nhã uống trà, chính hắn sốt ruột trước. Đúng vậy. Không có thịt thì làm sao bây giờ? Hà Vũ Trụ cũng là vẻ mặt khó coi, kỳ thật ánh mắt đang quan sát chung quanh những người này, vốn cũng muốn tìm một cơ hội thử xem các ngươi, hiện giờ từ trên trời rơi xuống một cái dù am biết dối gian như thế dù em biết đắng cây chua xót nên làm gì thì làm để tôi nghĩ biện pháp các người đừng dừng lại lát nữa còn phải ăn cơm hà vũ trụ để cho tất cả mọi người đi bận rộn chính mình lúc này mới dễ dàng cho hắn quan sát bằng không ánh mắt của tất cả mọi người đều ở trên người hắn vậy còn quan sát cái trắm a ta nói cho ngươi biết đây là lão tàu dở trò quỷ xưởng liên kết thịt bên kia cũng là quan hệ của hắn, ngươi phải nhanh chóng nghĩ biện pháp đem thịt heo lấy tới. Lưu Lam là một người nhiệt tình, thấy Hà Vũ trụ bất vi sở động, gấp đến độ sắp lên phòng. Ngươi ra ngoài giúp ta trong chừng người. Hà Vũ trụ lặng lẽ nói. Ngươi bây giờ không đi lấy thịt heo, xem ai nha. Lưu Lam tức giận không thôi. Hà Vũ trụ hiếp mắt gật gật đầu, lời này còn cần nói ra sao? đương nhiên là để cho chính ngươi hiểu ý. Ngươi có thịt heo? Lưu Lam trợn tròn mắt, đây chính là mấy trăm cân thịt heo. Ta ở bên trong nhìn những đầu bếp này, ngươi ra bên ngoài nhìn những đầu bếp kia, rốt cuộc ai là người ai là quỷ, trong lòng ta dù sao cũng phải có tính toán. Trong phim truyền hình đối với người trong căn tin không có miêu tả quá nhiều, cho nên Hà Vũ Trụ còn phải dùng chuyện này điều tra một phen mới được. Thật sự có ngươi. Lưu Lam Tú ha hả liếc miệng, quay đầu lại chính là vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng chạy ra ngoài làm việc, đây cũng là một nữ chính Oscar. Chính mình này chính cái đồ đệ là không thành vấn đề, việc trong tay cũng không buông xuống, chính là trên mặt có chút lo lắng. Mấy đầu bếp xung quanh Dương Sư Phụ cũng có thể đáng tin cậy. Bất quá vừa rồi biểu trung thành có mấy cái đầu bếp lấy cớ đi ra ngoài đi về đúc xe. Hà vũ trụ chậm rãi đi tới phòng bếp lầu 2. Trên người đầu bếp đều mặc áo blue trắng, vô cùng nổi bật trong toàn bộ xưởng thép ba người này rõ ràng là đi về hướng bắc toilet là ở phía nam ba người các ngươi đến phía bắc đi toilet hà vũ trụ cười lạnh một tiếng sau đó đi tới nhà kho nhỏ trong bếp ta trong kho hàng nhiều là thịt heo đừng nói bốn cân coi như là bốn ngàn cân vậy cũng có thể phi thường dễ dàng lấy ra ngốc trụ đâu gọi ngốc trụ ra đây hà vũ trụ vừa đặt thịt heo lên bàn liền nghe thấy giọng nói của phó giám đốc lý tào chủ nhiệm là người của lý phó xưởng trưởng lúc trước khi mình lên ngôi vị lý phó xưởng trưởng này cũng không hài lòng chẳng lẽ trong này cũng có chuyện của ông ta sao phó giám đốc lý hà vũ trụ từ trong kho hàng đi ra nhất là ở trên chữ phụ kia tăng thêm âm điệu của mình điều này làm cho lý phó xưởng trưởng càng không thoải mái tê liệt lão tử coi như là phó xưởng trưởng ngươi cũng không cần cố ý nhắc nhở ta đi nếu công nhân không được ăn thịt lợn trong tuần này, nếu điều gì đó như bãi công xảy ra, bạn có thể chịu trách nhiệm không? Tên khốn kiếp này lên đây sẽ chụp mũ cho chúng ta. Chương 7 Lại lên chức Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Các công nhân một tuần mới có thể ăn thịt heo một lần, mọi người làm đều là công việc thể lực nặng nề, rất nhiều người dinh dưỡng phải dựa vào thịt heo lần này, nếu như anh không lấy được thịt heo, chủ nhiệm căng tin anh cũng đừng làm cho tôi. Phó giám đốc Lý nhìn thấy Hà Vũ Trụ cười hiếp mắt, trong lòng cũng cảm giác có chút không yên. Chuyện lần này hoàn toàn là một âm mưu, cũng là bởi vì Hà Vũ Trụ xâm nhập tổn hại tập đoàn lợi ích nhỏ bọn họ. Phó giám đốc Lý, ý này chỉ cần có thịt heo thì không sao chứ. Hà Vũ Trụ vừa rồi vẫn không lên tiếng, chờ ngươi nói xong ta mới đến làm chính sự. Ngươi có thể lấy được thịt heo. Bất quá ta nói xấu ở phía trước, thịt heo giá cao cũng không cần, nhà máy chúng ta không mua thịt giá cao. Phó giám đốc Lý cũng biết, nếu như đến chợ đen, với giá cao hơn giá thị trường một hai lần vẫn có thể mua được, cho nên trước tiên phải chặn đường của Hà Vũ trụ lại. Chủ nhiệm tàu mua 7 hào 8 xu, tôi sẽ không cao hơn cái giá này. Thịt của Hà Vũ trụ mua ở xã hội hiện đại, tuy rằng gần 13 đồng một cân, nhưng mấy cái chén trà trách nát đã bán được mấy triệu, có thể để ý chút tiền ấy sao? Chất lượng cũng không thể có vấn đề. Phó giám đốc Lý luôn cảm thấy những chuyện này không thích hợp, tiểu tử này đã sớm có chuẩn bị sao? Hai người đứng đây làm gì? Thịt trong nhà ăn đã giải quyết xong chưa? Phó xưởng trưởng Lý còn chưa lên tiếng, xưởng trưởng Dương cũng đã vào, công nhân ăn thịt là chuyện lớn, dù sao một tuần chỉ có một lần, nếu như không bảo đảm được, khó tránh khỏi cảm xúc của công nhân sẽ bị tổn thương, xưởng cán thép là xí nghiệp trọng điểm của quốc gia, liên quan đến rất nhiều hạng mục lớn của quốc gia nếu như không thể giao hàng đúng hạn, xưởng trưởng Dương cũng không làm được điều này. Đều giải quyết xong rồi, hai vị đi theo ta. Hà vũ trụ vui tươi hớn hở kéo hai người này vào trong nhà kho nhỏ, thịt heo thập phần tươi mới. Anh lấy cái này ở đâu ra? Là con đường chính đáng sao? Đây cũng là vấn đề cuối cùng của phó giám đốc Lý. Nhà máy liên kết thịt bên kia nói không có thịt, tôi đây chính là chạy đến nông thôn công xã trong đi, mạo hiểm bị bắt lên nguy hiểm cho chúng ta nhà máy đặt mua hơn nữa so với tàu chủ nhiệm thịt còn rẻ hơn một phân tiện ngươi nếu nhất định muốn cái chính đáng con đường vậy bây giờ liền đem ta bắt lại nhưng nếu là giữa trưa công nhân không hài lòng lời nói vậy ngài liền xem mà làm đi hà vũ trụ lúc này cũng là đi một bước cờ hiểm bất quá hắn biết mình nhất định sẽ đánh cuộc thắng bởi vì dương xưởng trưởng cùng lý phó xưởng trưởng cũng không dám gánh vác liên quan giảm sản lượng thời đại này vật tư thiếu thốn nếu như bằng vào cấp trên điều phối, rất nhiều thứ đều không mua được, cho nên rất nhiều nhà máy cũng đều đến nông thôn thu mua vật tư, trước kia chủ nhiệm tạo cũng thường xuyên làm như vậy, chỉ cần không làm lỡ chuyện trong nhà máy, lãnh đạo cấp trên đều mắt nhắm mắt mở. Bây giờ là lúc để quan tâm chuyện này sao? Hà Vũ Trụ là do xưởng trưởng Dương đề bạc lên, xưởng trưởng Dương nhất ngôn cửu đỉnh ở xưởng cán thép, hơn nữa đây cũng không phải chuyện lớn gì, lấy nguyên liệu nấu ăn bọn họ mời khách mà nói lai lịch nào đứng đắn. Phó giám đốc Lý nếu đem chuyện này bỏ qua, chỉ sợ chính ông ta cũng không thoát khỏi liên quan. Sưởng trưởng, ngoài trừ cái này 400 cân thịt heo ở ngoài, còn có 5.000 cái trứng gà đâu rồi, đợi lát nữa liền cho đưa tới, nhưng người ta muốn chính là tiền mặt. Dinh dưỡng của công nhân không tăng lên được, sản xuất sẽ bị ảnh hưởng nhất định, trứng gà chính là thực phẩm dinh dưỡng tốt nhất, lãnh đạo nhà máy cũng muốn làm một lô trứng gà, nhưng vấn đề có dễ dàng như vậy sao? Ngốc trụ, trước kia ta thật đúng là xem thường ngươi, này căng tin chủ nhiệm an ở trên người của ngươi, quả nhiên là thập phần thích hợp, tìm người lại đây cân tốt sau đó đến tài vụ nơi đó lĩnh tiền, cái này con đường nhất định phải bảo tồn tốt. Giám đốc Dương vừa nghe liền vui vẻ, các nhà máy khác đều không có trứng gà, cho dù là có, đó cũng là cực kỳ ít, 5.000 trứng gà đối với nhà máy cán thép mấy vạn người mà nói cũng không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Sau khi các công nhân ăn trứng gà, uy tín của mình chẳng phải là nước lên thì thuyền lên sao? Phó giám đốc Lý ở bên cạnh cũng không lên tiếng, đây chính là 5.000 quả trứng gà. Lão Tào lúc này xong đời. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu năng lực, chỉ cần ngốc trụ có thể lấy tới này 5.000 cái trứng gà, coi như ngươi bây giờ còn là căng tin chủ nhiệm, phỏng chừng ngươi cũng áp không lại ngốc trụ. Sưởng trưởng yên tâm, đều là dưới sự lãnh đạo của ngài mới có ngày tốt như vậy bảo đảm buổi trưa các công nhân đều nhớ kỹ ngài giám đốc dương sau khi nghe xong lời này nụ cười trên mặt càng sâu ai nói ngu trụ ngốc nghe người ta nói lời này người thông minh bình thường cũng nói không nên lời về sau ta cho ngươi cái đặc thù hái mua quyền lợi quay đầu ngươi đi hậu cần bên kia bổ sung cái thủ tục kiêm nhiệm cái hậu cần phó bộ trưởng muốn hay thay đổi đa dạng cho công nhân gia tăng dinh dưỡng chúng ta có phân xưởng muốn thực hiện ba ca đổ nhất là buổi tối hai ca càng phải chú ý, mấy ngày hôm trước ta đến xem xét, chỉ có cháo mì que, đền này có thể làm gì? Phó giám đốc Lý sau khi nghe được lời của giám đốc Dương, cảm giác mình cũng có chút mê muội bộ phận hậu cần vẫn luôn là một mẫu ba phần đất của ông ta, nếu Hà Vũ Trụ đi vào làm phó chủ nhiệm, vậy không phải là xuất tu của giám đốc Dương lại đi vào sao? Nếu không đem trứng gà để lại một lô, chuyên môn cung ứng buổi tối cái kia hai ca ta nghe nói chúng ta phân xưởng rất nhiều người đối với ca đêm có chút kháng cự không chừng như vậy cũng có thể làm cho bọn họ sửa đổi ý nghĩ đầu năm nay ai cũng không muốn làm ca đêm dù sao cũng thay đổi đồng hồ sinh học của mình nhóm này năm ngàn cái trưa nay toàn bộ thả ra đi ngươi quay đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp đi kiếm nhiều một chút về sau tại ca đêm thả điểm có dinh dưỡng đồ vật là được giám đốc dương còn có những chuyện khác nói xong liền rời khỏi nơi này toàn bộ quá trình đều đen mặt không nói chuyện với phó giám đốc lý giám đốc dương trước khi đến đã suy nghĩ cẩn thận cung ứng thịt trong căng tin vẫn luôn không xuất hiện vấn đề hà vũ trụ vừa mới lên làm chủ nhiệm liền xảy ra vấn đề nếu như không có ai dở trò quỷ mới là lạ cho nên phó chủ nhiệm hậu cần này chính là bồi thường của đám người lý phó giám đốc giám đốc dương đã chuẩn bị sẵn sàng vạn nhất hà vũ trụ làm không tốt ông ta chuẩn bị bảo toàn cái chết cho hà vũ trụ dù sao hà vũ trụ một tay nấu nướng giỏi không dễ dàng chủ yếu nhất là còn muốn mượn tại nấu nướng của hà vũ trụ làm tốt quan hệ với cấp trên không nghĩ tới hà vũ trụ tiểu tử này tự mình giải quyết xem ra trước kia thời điểm cũng không ít chạy quan hệ tích lũy lâu dài bạc phát liền chờ hôm nay đây phó giám đốc lý ngài xem khi nào có thời gian tôi đến chỗ ngài làm thủ tục vẻ mặt hà vũ trụ tươi cười huyệt thái dương của phó giám đốc lý đột nhiên nổi lên bất cứ lúc nào. Phó giám đốc Lý cắn răng nói ra mấy chữ này. Sau khi ra khỏi cửa, Lý phó xưởng trưởng cho Lưu Lam một cái liếc mắt, còn chuẩn bị hạ hỏa, kết quả Lưu Lam giống như cái gì cũng không nhìn thấy. Chương 8 Hà phó bộ trưởng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hôm nay Lưu Lam làm sao vậy? Không muốn nhận chút lợi ích từ tôi sao? Trước mặt nhiều người như vậy, lý phó xưởng trưởng coi như là trong lòng không thoải mái nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài vạn nhất nếu là bị người khác nhìn thấy thanh danh của mình có thể coi như xong lưu lam tự nhiên là có ý nghĩ của mình đi theo lý phó xưởng trưởng cũng liền như vậy lại nói tiếp còn không bằng đi theo hà vũ trụ đâu đương nhiên hà vũ trụ cũng không biết chuyện này bằng không sẽ cảm giác được ác hàng trong một căn phòng cũ nát bên ngoài nhà máy hà vũ trụ bảo đám người mã hoa tìm tới một ít xe đẩy sau đó vận chuyển những quả trứng gà này vào. 400 cân thịt heo còn có thể nói mình vụn trộm để ở đó, nhưng nếu như những quả trứng gà này, vậy thì không thể nào nói nổi. Thôi sư phụ, gặp mặt tàu chủ nhiệm xong chưa? Hà vũ trụ ngồi chờ ở cửa căng tin, vừa lúc ba sư phụ kia vẽ mặt chua xót từ bên ngoài đi vào. Chuyện xảy ra ở căng tin bọn họ cũng vừa mới biết, vốn dĩ vì sao vũ trụ không được, cho nên mới đến bên tàu chủ nhiệm biểu thị lòng trung thành, chờ đợi tàu chủ nhiệm một lần nữa nắm giữ căng tin. Ai biết Hà Vũ trụ ba quyền hai cước đem chuyện này cho giải quyết, cho nên ba người bọn họ hiện tại có chút tọa sát. Chủ nhiệm Hà. Ba người ánh mắt lưu chuyển, không biết trước mắt này một cửa nên như thế nào qua. Ba người các cậu gần đây đừng xào rau nữa, đến chỗ Lưu Lam giúp một việc, rửa rau cũng là chuyện đứng đắn, chúng ta phải cho hậu bối chút cơ hội, vừa vặn để mấy người mã hoa tiếp nhận ca của các cậu nếu không phải người cùng đường với ta vậy ta cũng đừng nói nhảm với các ngươi chủ nhiệm hà chúng tôi là đầu bếp chính thức đồ đệ của anh mấy người đều là phụ bếp thôi sư phụ vừa nghe lời này trong lòng liền mất hứng tuy rằng hà vũ trụ không có năng lực điều chỉnh tiền lương của bọn họ nhưng rửa rau cùng xào rau hoàn toàn là hai chuyện khác nhau xào rau mỗi ngày làm việc không nhiều lắm người khác chuẩn bị xong thì đi qua xào là được nhưng nếu như rửa rau một ngày đến cuối cũng đừng nghỉ ngơi Bọn họ bây giờ là giúp đầu bếp, hai ngày nay liền cho bọn họ cái cơ hội xào rau, nếu như công nhân phản ứng tốt, ta liền cho bọn họ mấy cái chuyển thành chính thức đầu bếp, có ý kiến sao? Hà Vũ Trụ là chủ nhiệm căng tin, ở chỗ này nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Gần đây nghe nói phân xưởng cán thép bên kia không đủ người, chỗ chúng ta hình như đông người một chút, bằng không thì điều chỉnh với bọn họ một chút. Hà Vũ Trụ bưng cái vại lớn của mình lên, vừa nói chuyện vừa đi tới chỗ ngồi dưới ánh mặt trời. Thôi sư phụ còn muốn nói cái gì, hai người còn lại nhanh chóng giữ chặt hắn, hiện giờ hà vũ trụ là thổ hoàng đến nơi này, nếu ngươi thật sự đắc tội với hắn, không chừng sẽ bị ngươi đầy đến phân xưởng cán thét. Chúng ta trên người lại không có cái gì kỹ thuật quá khứ, chỉ có thể từ học đồ công bắt đầu. Mấy người mã hoa nghẹn cười lại không dám cười, bất quá trong lòng đều vui vẻ, sư phụ chỉ cần nói cho chúng ta chuyện chính thức tiền lương kia một tháng liền biến thành 25 đồng năm. Nhà ăn của chúng ta hôm nay thật đúng là đào lên, không chỉ có hôm nay có món mặn, nghe nói còn có trứng gà đâu. Nhưng mỗi người chỉ có thể mua một cái, hơn nữa còn phải đi sớm. Tuy rằng còn chưa tới giờ ăn cơm, nhưng tin tức này đã truyền khắp toàn bộ xưởng thép. Trong căn tin nhà máy cán thép có trứng gà, đây chính là lần đầu tiên khai thiên tích địa. Thật đúng là đừng nói tiểu tử ngốc trụ này sau khi làm chủ nhiệm căng tin cuộc sống của chúng ta cũng nước lên thì thuyền lên hôm nay mua không được cũng không sao tôi đoán sau này trứng gà của hắn còn có thể có tin tức lớn tin tức lớn các ngươi đều nghe nói sao bên hậu cần lại có thêm một phó bộ trưởng có một công nhân ra ngoài đi vệ sinh lúc đi ngang qua bản thông báo thấy được tin tức mới không phải là chủ nhiệm tàu của căng tin đi qua sao đây coi như là tin tức chó má một công nhân đang làm việc khinh thường nói, là ngốc trụ, không đúng, là Hà chủ nhiệm, căn tin Hà chủ nhiệm kim nhiệm hậu cần bộ phó bộ trưởng, nói là về sau có đặc thù thu mua quyền. Sau khi nói ra lời này, rất nhiều người đều ngừng công việc trong tay. Chủ nhiệm nhà ăn là cán bộ trung tầng. Bộ trưởng bộ hậu cần cũng là cán bộ trung cấp. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua một người kim hai chức. Nếu như phó xưởng trưởng kim nhiệm bộ trưởng hậu cần Vậy còn có thể nói được. Tiểu tử ngốc trụ này gần đây vận may vào đầu a. Một người nếu quản lý hai bộ phận, như vậy quyền lên tiếng trong nhà máy liền thẳng tắp tăng lên. Phái thực quyền. Trong lòng những công nhân này đồng thời toát ra ba chữ này. Tần Hoài như bây giờ sắp khóc rồi, ngốc trụ gần đây làm sao vậy? Một mặt đoạn tùy quan hệ với mình, mặt khác một bước lên mây trong nhà máy, nếu như còn duy trì loại quan hệ trước kia, tần hoài như hiện tại cao hứng cũng có thể nhảy dựng lên không được ngốc trụ là của mình tuyệt đối không thể thoát khỏi tay mình tần hoài như ở trong lòng làm ra một quyết định cho dù là bất chấp tất cả cũng phải đem ngốc trụ kéo trở về vu hải đường trước kia liền không nhìn ra động tác của ngươi thật đúng là nhanh hà phó bộ trưởng mùi mùi cùng ngươi là bạn học ngươi đây chính là cận thủy lâu đài trước được nguyệt nha trong nhà máy còn có một phát thanh viên khác là tô thanh hình dạng cũng không phân cao thấp với Vu Hải Đường, chỉ là vừa mới phân phối tới, cho nên thanh danh còn không theo kịp Vu Hải Đường. Nói bừa cái gì? Chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Trên mặt Vu Hải Đường cũng đã ửng đỏ, tuy rằng ngoài miệng nói quan hệ bạn bè bình thường, nhưng người khoa tuyên truyền đều nhìn ra, cậu đây có thể là quan hệ bạn bè bình thường sao? Thì ra là quan hệ bạn bè bình thường, nếu như vậy, vậy anh giới thiệu cho em một chút là được mẹ em mỗi ngày đều thúc giục em gả đi. Tô Thanh cố ý nói như vậy, đương nhiên có vài phần thật có vài phần giả, khả năng này cũng chỉ có vị Tô Đại Tiểu Thư này tự mình biết. Được, không thành vấn đề. Vu Hải đường ngoài miệng sảng khoái đáp ứng, nhưng trong lòng quả thật có chút khẩn trương. Tô Thanh tuy rằng cũng là người dẫn chương trình giống mình, nhưng người dẫn chương trình chỉ là kim chức, nghe nói trong nhà có quan hệ, vẫn tốt nghiệp trung học phổ thông, đến đây liền treo lên làm công tác tuyên truyền lại nói bộ dạng này, một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt mày sinh động, thân thể đã hoàn toàn mở ra. Điểm chết người chính là hai cái chân dài này, toàn bộ nữ công nhân trong nhà máy không ai có thể so sánh với nàng. Lãnh đạo trung tầng trong nhà máy, ngoại trừ Hà Vũ trụ ra, đều đã kết hôn. Mình phải nắm chặt. Những nam đồng bào chưa lập gia đình khác của khoa tuyên truyền, tuy rằng hâm mộ, nhưng cũng biết chênh lệch giữa mình và phó bộ trưởng Hà lại tăng thêm bộ hậu cần phó bộ trưởng, hành chính cấp bậc lần nữa tăng lên, tuy rằng không thể nhiều cầm một phần tiền lương, nhưng nhiều hơn 20 đồng tiền trợ cấp, một tháng hơn 80 đồng tiền, chúng ta những này tuyên truyền cán sự một tháng 29 đồng năm, lấy cái gì cùng người ta so. Chương 9 Như thế nào truy nữ hài? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chỉ chốc lát sau đã đến giờ ăn cơm, Vu Hải Đường cầm hộp cơm của mình cùng Tô Thanh đi mua cơm. Hà Phó bộ trưởng, hiện tại cái giá lớn như vậy cũng không mua cơm cho những công nhân nghèo như chúng ta. Ở cửa căn tin, Vu Hải Đường cùng Tô Thanh vừa vặn gặp Hà Vũ Trụ, hai đóa hoa trong nhà máy đều dừng lại, những thanh niên chưa lập gia đình khác miễn bàn có bao nhiêu hâm mộ. Hà Vũ Trụ biết cô gái xinh đẹp trước mắt là Tô Thanh, nghe nói còn có thể múa ba lê, đầu năm nay ở địa phương như vậy thật đúng là hiếm lạ, hai con mắt thật giống như biết nói chuyện. Không phải không phải? hôm qua hải đường không phải đi tìm em gái tôi sao trong nhà còn có chút thức ăn thừa một nửa buổi sáng cho em gái tôi cất đi một nửa này dặn tôi mang đến cho hải đường tôi hâm nóng nổi ở căng tin đối với cô gái xinh đẹp như tô thanh hà vũ trụ muốn nói không có ý tưởng là giả nhưng theo đuổi con gái như thế nào vẫn có phương thức phương pháp trước mặt cô đối mặt với một mỹ nữ khác hoàn toàn đốt cháy trái tim hiếu chiến tranh cường của cô Vu Hải Đường loáng thoáng nhớ rõ có chuyện như vậy, đêm qua lúc ngủ hình như đã nói qua. Cảm ơn anh, vậy em mua bánh bao là được. Vu Hải Đường cũng biết ở trước mặt Tô Thanh nên kéo gần quan hệ của mình cùng Hà Vũ Trụ như thế nào, trực tiếp liền lược bỏ ba chữ trụ tử ca thành một ca. Cổ chiến hỏa trong lòng Tô Thanh cũng bị đốt cháy, chỉ cần hai người còn chưa kết hôn, tôi vẫn còn cơ hội. Cái này còn có trứng gà, nhưng ta dùng tiền mua, hôm qua ngươi không giúp ta quét dọn phòng sao mau vào mua bánh bao đi bên kia không xếp hàng mua trứng gà cũng có thể xếp hàng hà vũ trụ nói xong đem trứng gà đặt vào trong tay hải đường sau đó cùng tô thanh chào hỏi một tiếng liền đi ra phía sau bận rộn đi động tác vừa rồi phi thường thành thạo thật giống như vu hải đường là mùi mùi của mình một người làm ca ca chiếu cố làm mùi mùi thật bình thường a à. bất quá nhìn ở trong mắt tô thanh đó chính là một loại hấp dẫn đối với mình. Nữ hài tử nào không muốn được người che chở chứ? Nhất là nam nhân có năng lực che chở. Ngươi đi xếp hàng trước đi, bằng không lát nữa không có cơm ăn. Ta đi mua bánh bao, mang cho ngươi một cái. Vu Hải đường giống như một con gà trống nhỏ thắng lợi, ngẩng đầu đi qua mua bánh bao. Có cái gì không dậy nổi? Bạn nghĩ rằng bạn đang chiến thắng ngay bây giờ. Chẳng qua là ý vào giao tình với Hà Vũ Vũ mà thôi gọi ca là thắng cũng không phải lỗ hổng nhà ngươi hà vũ trụ là một cái người hiện đại tự nhiên biết nên như thế nào hấp dẫn tô thanh loại người này ngươi nếu là đi lên liền đối nàng tốt vậy chỉ có thể đem chính ngươi biến thành liếm chó liếm chó đến khi không còn gì không chú ý phương thức phương pháp vậy không phải uổng phí khí lực sao sư phụ ngươi nghe một chút phía trước đã khen ngươi rồi những người trong căn tin buổi trưa hôm nay được khích lệ nửa ngày ai nấy đều nhiệt tình mười phần, ai cũng nguyện ý được người khác thừa nhận công việc của mình. Đương nhiên người được khen lợi hại nhất vẫn là Hà Vũ Trụ, hôm nay Hà Vũ Trụ thăng chức, trong căn tin lại xuất hiện món mặn và trứng gà, mọi người cũng biết đây là năng lực của Hà Vũ Trụ. Làm tốt công việc của ngươi, đợi lát nữa làm xong đều đến sau bếp, mỗi người một quả trứng gà, đương nhiên đều phải giao tiền, cái này không ở trong năm ngàn quả trứng gà kia. Người đi theo mình làm, ít nhiều cũng phải có chút phúc lợi mới được, trứng gà này không cần vé hơn nữa giá cả cũng giống như vé chủ nhiệm hà vạn tuế những người trong căn tin cũng muốn ăn trứng gà nhất là trong nhà có trẻ con nhưng năm ngàn quả trứng gà đều bị đặt trong tủ kính bọn họ cũng không thể tự mình mua trước một quả hiện giờ hà chủ nhiệm đã sớm thay bọn họ nghĩ tới làm sao có thể không ủng hộ hà chủ nhiệm thôi sư phụ mang theo mười mấy học trò còn đang gọt vỏ khoai tây trong lòng thật không có tư vị cũng mắng mấy người chủ nhiệm tàu một trận. Đợi lát nữa chia trứng chắc chắn không có phần của bọn họ. Cái này cũng không trách được trên đầu hà vũ trụ, ai bảo các ngươi đứng sai đội chứ, vô luận là đầu năm nào đứng sai đội trừng phạt đều rất nghiêm trọng. Tần hoài như ở trong căn tin tìm nửa ngày, nhưng trên người một người con trai lớn cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta ăn trứng gà, cô đã nghĩ có thể cùng hà vũ trụ có một cơ hội nói chuyện riêng nhưng không làm sao được vũ trụ không xuất hiện trong căn tin khẳng định chính là ở phía sau bếp nhưng lưu lam ở phía sau bếp thật giống như một thiết tướng quân một bước cũng không cho phép tần hoài như bước vào hà vũ trụ đã sớm nói với lưu lam tiểu quả phụ này không có lòng tốt gì mình hôn một cái đã bị nàng làm cho không còn trên đời này nào có chuyện như vậy thật sự kéo dài chính mình nhiều năm không kết hôn thật tiện cho cả nhà hút máu thật vất vả có thể kết hôn lại bởi vì tên tiểu hỗn đảng kia kéo dài một thời gian rốt cục kéo dài tới không thể sinh con lúc này mới gả cho hà vũ trụ sau đó con ruột hà hiểu từ hồng kông trở về tần hoài như lại nơi này không được nơi kia không được bắt yêu còn không phải lo lắng hà vũ trụ đem bất động sản để lại cho con ruột sao cuối cùng hai gian phòng của mình lão thái thái cùng một đại gia để lại cho hà vũ trụ toàn bộ đều bị cả nhà này cho hoắc hoắc vào một ngày đông giá rét Hà Vũ Trụ lại bị tiểu súc sinh kia đuổi ra ngoài, cứng rắn chết cống trong động cầu. Cả đời này trọng sinh đến trên thân thể này, còn có thể để cho bi kịch này tái diễn. Như vậy không xứng đáng với người tái sinh. Biết. Đạt được sự ủng hộ của mọi người, giải quyết phiền toái của căng tin. Trữ vật không gian tăng lên tới 70 lập phương, khen thưởng điểm kinh nghiệm 50 điểm, mở ra lữ hành ếch tử hệ thống. Hà vũ trụ bận rộn nửa ngày, đang tại chỗ ngồi của mình thường nghỉ ngơi đâu rồi, chợt nghe được hệ thống khen thưởng tới. Du lịch ếch hệ thống, Hà Vũ Trụ cũng biết, chính là có mấy con ếch con, mỗi ngày đi ra ngoài đi dạo, cũng có thể chạy đến dị thế giới, cho mình mang về ly kỳ cổ quái kỹ năng cùng vật phẩm, phi thường hăng hái. Sau khi Hà Vũ Trụ mở ra, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai con ếch nhỏ đáng yêu. 24 giờ trở về một lần, mỗi lần dựa theo mang về vật phẩm cùng kỹ năng đánh giá điểm kinh nghiệm, thăng một cấp thưởng cho số lượng nhất định ếch con. Vật chủ cũng có thể chỉ định ếch con đi học một kỹ năng nào đó. Hà vũ trụ tiện tay ngẫu nhiên thả ra một cái. Nhưng một cái khác lại thiết lập đến trên người một đại gia. Nhất đại gia là thợ kiềm cấp 8, ở niên đại này cũng không phải là một kỹ năng nhỏ, tuy rằng chúng ta quản chính là căn tin, nhưng nơi này là xưởng thép, lý phó xưởng trưởng những người này về sau còn không biết muốn làm cái gì thiêu thân. Nghệ đa không áp thân đi thôi tiểu oa tử đem kỹ năng của nhất đại gia đều học được tuân lệnh chủ nhân con ếch nhỏ còn làm tư thế đứng nghiêm cười hà vũ trụ không nhẹ đương nhiên người khác đều không nhìn thấy về một tiếng biến mất ở trước mắt hà vũ trụ hàng lão đại trước mắt hà vũ trụ đi qua một người đây không phải là đại ca của hàng xuân minh sao tên này cũng làm việc ở xưởng thết vậy thì tốt rồi Hà Vũ Trụ đang lo những vật tư này không có một lai lịch nào, nếu đem hàng Xuân Minh thu vào dưới trướng, tiểu tử kia cơ linh nhiệt tình cái gì cũng có thể giải quyết. Chương 10 Nước mưa đối tượng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tần Hoài như ở bên ngoài căng tin tìm cơ hội nửa ngày, vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện với Hà Vũ Trụ, cho nên rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể về làm việc trước. Buổi chiều sau khi tan tầm, Hà Vũ Trụ lại bị lãnh đạo nhà máy gọi đi họp buổi trưa tần hoài như ăn nửa cái bánh mì que, cả người đói đến khó chịu. Cả buổi chiều làm hỏng vài thành phẩm, bị chủ nhiệm phân xưởng khấu trừ ba đồng. Nếu không là một đại gia cho nói vài câu tốt, chỉ sợ cũng phải trừ năm đồng tiền, trong phân xưởng cuộc sống cũng không phải tốt như vậy. Trong nhà thật sự là không có tiền, bỗng ngạnh trên người cũng thường thuốc, tại bệnh viện cầm thuốc sau chỉ có thể là trước vận về nhà đi, không có tiền nằm viện. Trên người Cổ Trương thị cũng khắp nơi đều là vết thương, ai bảo ngươi ăn no rửng mỡ đi đập thủy tinh nhà Hà Vũ Trụ người ta. Tần Hoài như kéo lê thân thể mệt mỏi của mình, trước tiên dọn dẹp những cửa kính trong nhà Hà Vũ Trụ, về phần nói thay cửa kính mới cho Hà Vũ Trụ trụ, thật sự là không có tiền, còn không biết Hà Vũ Trụ trở về nên ầm ỉ như thế nào. Quét cái gì? Chết cống tên ngốc kia. Hai tay Cổ Trương thị đều bị bọc thật dày, hơn nữa còn có tơ máu chảy ra bà béo này nhìn thấy Tần Hoài như đi qua quét thủy tinh, ngoài miệng còn không buông tha người. Nhà chúng ta làm sao vậy? Bị trộm sao? Sao tất cả thủy tinh đều vỡ? Mưa trở về sớm thấy được một màn này, người tan ca trong sân cũng đều tới. Cổ trương thị không biết nổi điên cái gì, cầm gạch đập nhà cậu thành như vậy, nhưng cậu cũng không cần đi báo thù, chính mình bị thủy tinh rạch ngã, toàn thân không biết bị cắt bao nhiêu vết trong sân có người thấy được truyền hình trực tiếp lúc đó, cho nên cũng che miệng nói với Hà Vũ Vũ. Cầm tỷ, thật sự là như vậy sao? Hà Vũ Vũ đã sớm không phải là trước cái kia ngốc bạch ngọt, mặc kệ cổ trương thị ngã thành cái dạng gì, nhà chúng ta tất cả thủy tinh đều bị đập nát, này gạch ném tới trong phòng, còn đập không ít bên trong đồ vật, cả nhà một mảnh hỗn độn. Lúc hỏi Tần Hoài Như, trên mặt cũng lộ vẻ lạnh lẽo. Mưa, mẹ chồng ta nhất thời hồ đồ tần hoài như lại lấy ra biện pháp giả bộ ủy khuất hy vọng hà vũ vũ có thể không truy cứu chuyện này ta đây cũng nhất thời hồ đồ có thể đem nhà ngài cũng đập thành như vậy sao nếu như ngài gật đầu ta cam đoan ca ta cũng sẽ không truy cứu hà vũ thủy tức giận đến phòng lên người trong viện cũng mừng rỡ xem náo nhiệt bất quá đều đứng ở bên hà vũ thủy người ta nói cũng là lời thật trong nhà vũ thủy làm sao vậy lúc mọi người đang chuẩn bị xem náo nhiệt từ bên ngoài đi tới một người mặc cảnh phục, đây là bạn trai của Hà Vũ Vũ, cảnh sát tiểu trương. Trong tay còn cầm một đống đồ vật, tốn gần một tháng tiền lương, hôm nay lại đây gặp đại cửu ca, ai biết trong nhà biến thành như vậy. Đồng chí cảnh sát. Tần hoài như hoàn toàn lúng cuốn. Cổ trương thị vừa rồi ở trong phòng nghe được cái miệng nhỏ nhắn của Hà Vũ, đang chuẩn bị đi ra giáo huấn tiểu nha đầu này một chút, bất quá lúc này nhìn thấy tiểu trương một thân cảnh phục, lúc này mới nhớ tới hà vũ vũ kia là một cảnh sát hơn nữa lập tức sẽ đính hôn sẽ không bắt mình lại chứ đồng chí cảnh sát đây là một chút tranh chấp nhỏ trong sân chúng tôi chúng tôi có thể tự xử lý nhất đại gia nhanh chóng đứng ra trong lòng hắn còn trông cậy vào hà vũ trụ cùng tần hoài như dưỡng lão nguyên lai bản đồ quy hoạch lớn định ra không thể sửa tuy rằng hiện tại hà vũ trụ lệch khỏi quỹ đạo bất quá nhất đại gia cảm thấy có thể bẻ trở về vị đồng chí này đây chỉ sợ đã không phải là tranh cãi nhỏ ngươi là đường phố xử lý công tác đồng chí sao bất quá trong nhà đập thành như vậy đường phố xử lý cũng có thể vượt qua phạm vi đi tiểu trương làm việc ở đồn công an nhìn thấy hà vũ bên cạnh phòng lên chuyện này khẳng định có ẩn tình tuy rằng còn chưa thấy vị anh cả kia nhưng nhà vị hôn thê bị đập thành như vậy trong lòng ai cũng mất hứng huống chi chuyện này chính là anh ta quản một đại gia bị chặn gắt gao hắn chỉ là quản sự trong sân chọn ra, cùng đường phố bên kia nửa hào quan hệ không có, hơn nữa coi như là có quan hệ, trước mắt chuyện này cũng phải chuyển giao cho đồn công an. Bảo trì hiện trường đừng nhúc nhích, tôi đi gọi đồng nghiệp của tôi đến. Tiểu Trương tìm một chỗ để đồ xuống, không đợi mọi người kịp phản ứng, trực tiếp đi ra ngoài tìm người, đây chính là một vụ án trị an ác tính, chính cậu ta cũng không thể xử lý một mình. Huống chi căn cứ vào một ít quy định, nơi này là nhà của đại cửu ca hắn, chính hắn cũng phải tránh hiểm nghi mới được. Hà Vũ Vũ biết những người trong đại viện này, khẳng định không muốn phiền toái đồn công an, nhưng chuyện này thật sự quá đáng giận, cho nên cũng không ngăn cản tiểu trương. Mưa, anh có thể nói với đồng chí cảnh sát kia không, đừng làm lớn chuyện, cũng ảnh hưởng đến sự đoàn kết của đại viện chúng ta. Lời này của một đại gia, làm cho Hà Vũ trong lòng tự đáy lòng không thoải mái. Nhất đại gia, vậy ông nói xem nên xử lý như thế nào bồi thường toàn bộ tổn thất nhà chúng ta sao vậy hôm nay bồi thường tiền ngày mai lại đập thì làm sao bây giờ tối nay tôi và anh tôi còn không biết đi đâu nghỉ ngơi từ một loạt sự tình hai ngày nay mưa cũng nhìn ra được nhất đại gia luôn giúp đỡ trong nhà cổ trương thị nhà chúng ta đều bị đập thành như vậy còn ở chỗ này nói cái gọi là đoạn kết có cái gì không dậy nổi không phải là đập mấy khối thủy tinh nhà các người sao. Ai thấy tôi đập, ai dám đứng ra. Lúc cổ trương thị đi ra, mọi người trong viện đều cười rộ lên. Trên mặt bị bao chỉ còn lại mắt và miệng mũi. Hai tay cũng là băng gạt trắng. Nhìn thấy lão yêu bà này vừa đi ra một đại gia biết liền phải chuyện xấu. Cổ trương thị dùng ánh mắt đảo qua người trong viện. Thật đúng là đừng nói, cái này lão yêu bà sức chiến đấu rất cường hẳn bình thường ai cũng không muốn cùng nạn đối nghịch hiện tại thật nếu là tìm cá nhân chứng lời nói không chừng thật đúng là không dám đứng ra ngay khi hà vũ vũ bất lực hà vũ trụ cùng tiểu trương còn có mấy đồng chí cảnh sát khác đều tới tiểu trương chuyện này cậu xem hà vũ trụ lúc trước cùng tiểu đương gặp qua một lần nhưng cũng không phải rất quen thuộc hiện tại ý tứ trong mắt này cũng rất rõ ràng chuyện này ngươi phải giải quyết cho chúng ta à đây coi như là thi ngươi Đồng chí Hà Vũ Trụ, xin anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giải quyết việc chung, nhưng tiểu Trương trong chuyện này phải tránh hiềm nghi. Cảnh sát phá án bên cạnh tên là lão Chu, là cấp trên của tiểu Trương. Tiểu Trương gật đầu với cậu cả của mình, việc này tuyệt đối không thành vấn đề, khi dễ đến trên đầu chúng ta, không có cửa đâu. Hà Vũ Trụ cũng vui tươi hớn hở ở bên cạnh xem kịch. Lão yêu bà ngươi cho rằng ngươi ở trong viện dũng mãnh, người khác liền trị không được ngươi sao? so với chính phủ chỉ bằng năng lực của ngươi kém xa ha vũ trụ cười lạnh nhìn cổ trương thị khiến cả người cổ trương thị rùng mình